Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư trên kênh Hùng Lê Chứng khoán cũng như trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Bản tin tuần vào ngày thứ sáu chúng ta vừa kết thúc một tuần giao dịch hết sức là khó khăn và nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì tâm lý của nhà đầu tư nói chung cũng rất là hoang mang, thị trường của chúng ta có những phiên giảm điểm rất là mạnh. Thì công việc thường ngày và thường nhật của cá nhân Hùng Lê thì vẫn như vậy thôi thị trường tăng hay thị trường giảm hay thị trường sideways hay thị trường đi ngang vân vân thì tất cả mọi công việc mà chúng ta tiến hành chúng ta làm thì vẫn uh, diễn ra một cách bình thường. Thì như các anh chị em đã biết rồi, chúng ta có hai diễn đàn để cùng trao đổi với các anh chị em. Thứ nhất, đấy là kênh Hùng Lê Chứng khoán. Các anh chị uh, search từ khóa Hùng Lê Chứng khoán và chúng ta đăng ký kênh. Thì ở trên kênh này thì hàng ngày cũng sẽ có một cái bản tin phân tích uh, bộ 3 tham số chung của thị trường. Thì sau bản tin tuần, chúng ta cần có những cái bản tin ngắn để chúng ta uh, theo dõi thêm diễn biến thêm của chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Các anh chị lưu ý đó là kênh Hùng Lê Chứng khoán thế còn trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta một tuần chúng ta sẽ có một video duy nhất à, bản tin phân tích tuần và nội dung của bản tin phân tích tuần thì như thường lệ thôi chúng ta cũng sẽ có những phần chính như sau phần thứ nhất thì ông lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ nhìn nhận đánh giá lại bộ ba tham số trong một thị trường chỉ số vn30 chỉ số phái sinh và chỉ số vn index ở trong tuần video số 199 và hướng tới bản tin tuần video số 200 phần thứ hai chúng ta sẽ đi uh, phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu cơ bản và tiềm năng ví dụ mã cổ phiếu trụ uh, nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp nhóm thép vật liệu đầu tư công nhóm đầu tư công nhóm bất động sản dân cư dầu khí chứng khoán uh, đó là các cái nhóm ngành rất là căn bản của thị trường để chúng ta xem thử ở trong tuần vừa qua uh, các cái nhóm ngành này uh, nó đã uh, diễn ra như thế nào nó giao dịch như thế nào uh, và các anh chị em lưu ý tất cả những uh, cái 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 sự phân tích ở trên video thì nó mang quan điểm cá nhân của hùng lê vì vậy nhà đầu tư của chúng ta sẽ phải cân nhắc ở trước khi xem và chúng ta sẽ phải tổng hợp rất nhiều những cái thông tin ở trên thị trường để chúng ta tham khảo ở trước khi mà chúng ta đưa vào các quyết định đầu tư Phần thứ nhất của bản tin, Hùng Lê cùng với anh chị em của chúng ta sẽ đánh giá bộ ba tham số chung của thị trường. Thì đây là chỉ số VN Index. như chúng ta đã có phân tích những cái target mục tiêu của chỉ số VN Index trong tuần, ví dụ như ở vùng 1110 điểm và đồng thời chúng ta cũng có phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của chỉ số VN Index ở vùng 1090 đến vùng 1100. Thì trong 3 phiên giao dịch đầu tuần, phiên ngày 23, 24, 25 thì về cơ bản là thị trường của chúng ta diễn ra tương đối là tích cực. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 26 tức là phiên ngày thứ năm thì thị trường của chúng ta đã có một cái gáp giảm rất là mạnh ở trong phiên ATO và sau đó thì gần như là thị trường của chúng ta nằm chung và không thể có một cái lực vượt thoát ở cuối phiên. Thì như chúng ta có phân tích bản tin trong tuần vừa qua, chỉ số VN-Index của chúng ta sẽ có xu hướng quay trở lại test ở quanh vùng 1050 và cá biệt chúng ta phải đề phòng đến những cái trường hợp chỉ số VN-Index sẽ nhún về khoảng quanh vùng 1035 đến 1040 và cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên kết tuần. Chỉ số VN index của chúng ta về điểm sâu nhất ở vùng 1037.5 điểm và sau đó cây nến giờ kết phiên Thì chỉ số index của chúng ta có rút lên được ở trên vùng 1050 và uh, tiệm cận về vùng 1060 Như vậy thì cây nến giờ kết thúc phiên ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay là một cây nến giờ hết sức là quan trọng Chúng ta nhìn thấy rất nhiều các nhóm ngành đã có sự phục hồi tốt đặc biệt là nhóm ngành bất động sản dân cư, uh, nhóm ngành chứng khoán đó đã giúp cho thị trường có cái sự phục hồi tốt thì bản chất ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì chúng ta đã có phân tích rồi đó là do nhóm cổ phiếu Vinhome uh, cổ phiếu họ nhà Vích bị bán sàn ngay từ đầu phiên và bán rất rất với khối lượng rất là lớn điều này nó gây tác động tâm lý tiêu cực lên toàn bộ thị trường và như vậy là thị trường chúng ta đã rơi một cái phiên rơi rất là mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua như vậy về góc độ trong tuần tới thì cũng đánh giá rằng khả năng chỉ số vn index của chúng ta sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng tiếp tục tức là ở đây nó sẽ hình thành một cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng một 106 bảy một sáu 1065 đến vùng 1070 ở đây nó sẽ hình thành một cái vùng cản kỹ thuật ở đây ở trong tuần giao dịch mới đồng thời khi mà nó kéo về cái vùng này thì khả năng là vị yên của ta tiếp tục uh, tích lũy ở quanh vùng 1050 cộng trừ 5 điểm và khi tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta tiếp tục um, kỳ vọng chỉ số VN Index của chúng ta sẽ kéo về vùng cản kỹ thuật 1080 và tí nữa ông sẽ view ở trên trạc kỹ thuật ngày để các anh chị nắm được cái mốc 1080 nó có những cái vai trò như thế nào Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số VN30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Chúng ta có phân tích vùng cản tâm lý của chỉ số VN30 ở trong tuần đó chính là vùng 10, 1120 đến vùng 1125. Và trong tuần thì điểm cao nhất của chỉ số VN30 về được ở 1125 trong phiên giao dịch của ngày 25 và sau đó thì chỉ số này đã bắt đầu có cái điểm trả cung và phiên ngày thứ năm là phiên bị rơi gáp thì gần như phiên này thì không ai có thể phân tích được. Đó và điểm hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30 trong tuần đó là vùng 1095 đến vùng 1100 thì nó đã hoàn thành rất tốt à, trong phiên giao dịch ngày 23 24 25. Đó, ba à, phiên đầu tuần, đó, ba phiên mở tuần thì nó sẽ rất là tốt. Và À, sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua thì Hùng Lê cũng đã có đánh giá cái xu hướng của chỉ số VN30 ở quanh vùng 1060 sau khi mà chỉ số này rơi mạnh thì nó bắt đầu có những cây nến giờ dập dìu ở quanh 1060 chính vậy nên trong phiên giao dịch ngày hôm à, nay ờ chúng ta sẽ lấy biên 1060 sẽ là biên à, hỗ trợ kỹ thuật và à, cái điểm sâu có thể nhún về đó là quanh vùng 1050 và các anh chị nhìn thấy cây nến giờ ở 13 đến 14 giờ à, VN30 đã lùi về 1050 sau đó thì có một cái lực bứt thoát đi lên ở đây chúng ta có một cái đến giờ kết thúc phiên thì cũng tương đối là tạm ổn, giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta có sự phục hồi khá là tốt, tránh một phiên giảm điểm sâu ở trong phiên giao dịch kết tuần, đó là một điều rất là mừng. Như vậy thì khả năng ở trong tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục đánh giá cái khả năng xu hướng phục hồi của chỉ số VN30 ở quanh vùng 1060 cộng trừ 5 điểm. Uh, điểm uh, căn kỹ thuật ở đây thì như chúng ta có phân tích VN30 sẽ có vùng cản tâm lý 1080 và vùng hỗ trợ kỹ thuật 1050. Thì trong cái trường hợp nếu như chỉ số VN30 chúng ta tích lũy thành công ở vùng này và vứt bứt thoát vượt lên được ở đây đó là vùng 1075 và tiếp tục công về vùng cản 1080 thì đây là một cái xu hướng tích cực của thị trường tiếp tục đánh giá ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phá sinh thì ở đây uh, chúng ta cũng đã có phân tích rồi chỉ số phá sinh tuần nó sẽ có vùng cả tâm lý ở quanh vùng 120 đến khoảng quanh vùng 1125 và khi chạm đến vùng cả tâm lý này thì xu hướng của chỉ số phá sinh nó sẽ quay trở về test vùng tích lũy và vùng hỗ trợ kỹ thuật của phá sinh ở vùng 1095 đến vùng 1 và đến phiên giao dịch của ngày 26 thì chỉ số phá sinh của chúng ta chính thức bị mất vùng 1095 và rơi về tương đối sâu ở vùng 1060 à uh, trong 2 phiên ngày 25 à uh, ngày 26 và ngày 27 thì chỉ số phá chúng ta bắt đầu có xu hướng sideways đó, chỉ số vạt đến bắt đầu có xu hướng sideways ở trong biên hẹp thì như vậy trong ngắn hạn và trong à, phiên ít nhất là trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng à, tích lũy của chỉ số phái sinh ở quanh vùng 1050 biên trung bình sẽ ở khoảng quanh vùng 1060 và biên cảnh kỹ thuật trên sẽ ở 1080 như vậy thì vùng 1080 trở thành một cái vùng cảng kỹ thuật rất là quan trọng của bộ ba tham số chung thị trường ở trong phiên giao dịch thứ hai tuần tới thứ ba thứ ba và thậm chí là cả tuần đó, cái mốc cản tâm lý này rất là quan trọng Bây giờ cũng sẽ view cho các anh chị một cái chạc kỹ thuật. Đó là chỉ số Dow Jones và chỉ số VN Index. Thì chúng ta thấy rằng là giữa Dow Jones và Index của chúng ta có một cái sự song trùng, có một cái sự song trùng về mặt chạc kỹ thuật, về mặt trend xu hướng. À, nó chỉ lệch nhau nếu nó chỉ lệch nhau khoảng 3 đến 5 phiên thôi các anh chị, nó thường thường như vậy thôi. Và đa phần khi mà Dow Jones uh, nó tăng thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta cũng sẽ có một cái trend tăng và khi ngược lại khi uh, chỉ số Dow Jones uh, bước vào một cái trend xuống giảm thì như vậy Dow kỳ uh, chỉ số VN Index của chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thì ở trong thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là trong hai tuần vừa qua thì cũng có phân tích rất kỹ ở chỉ số Dow Jones các anh chị ở đây ở vùng 32.85 đến vùng 33.000 điểm ở đây. Thì như vậy là uh, trong hai tuần vừa qua Dow Jones có cái điểm cản kỹ thuật ở đây vùng 34.000 điểm và nó không thể vượt thoát qua và trong tuần tuần video số 199 thì chỉ số Dow Jones tiếp tục quay trở lại vùng 32.85k và tại thời điểm này thì phiên giao dịch tối ngày hôm qua chính thức bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật này đó như vậy đây là một cái tín hiệu không thực sự là tích cực và đây là một cái tín hiệu rất khó cho chỉ số vn index ở trong thời điểm ngắn hạn như vậy thì như vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm phiên giao dịch ngày tối ngày hôm nay đó là phiên kết tuần chỉ số Dow Jones sẽ phản ứng như, như thế nào ở mốc 32.85 trong trường hợp nếu như 32.850 điểm ở đây nó tiếp lũy thành công lại và nó vượt lại một cây long ở đây thì như vậy là uh, tuần tới thì chúng ta sẽ có một cái cái sự tích cực hơn uh, còn trong trường hợp nếu như Dow Jones bị mất ở vùng này như vậy là nó sẽ tiếp tục lùi về vùng 32.5 nghìn uh, 32.500 điểm ở đây gọi là 32.5k và trong trường hợp mà 32.5k mà nó bị bị vỡ đó, ví dụ trong trường hợp như vậy nó hoàn toàn có những có 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 những cái khả năng nó xảy ra thì như vậy chúng ta phải lùi khá là sâu về khoảng vùng 3 uh, 11.8, 31.8k và đây sẽ là những cái thời khắc rất là khó khăn bởi vì lòng cùng quan sát thấy rằng là cái sự song trùng của chỉ số VN30 mươi uh, xin lỗi cả nhà, VN Index và chỉ số Dow Jones nó là tương đồng nhau. Phần thứ hai, uh, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung uh, đó là phân tích, uh, thì, uh, vào, uh, phân tích danh mục cổ phiếu thì trước khi mà đi vào phân tích danh mục cổ phiếu thì cũng đã nhắc lại uh, canh chị một cái mô típ để chúng ta nắm được uh, chúng ta nắm được trước khi mà chúng ta uh, view bởi vì là những cái bản tin tuần thì nó sẽ chảy từ tuần này sang đến tuần kia và nó như một cái dòng thời gian như vậy thì khi mà chúng ta vào video tuần số 100 uh, 199 ấy, thì cũng có mô phỏng mô típ đó là gì sau phiên kéo mạnh của phiên ngày thứ sáu thì các anh chị nhớ rằng là trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 10 thì chỉ số VN Index chỉ số VN30 chỉ số phá sinh và tất cả các mặt bằng các mã cổ phiếu kéo rất là mạnh trong phiên 20 tháng 10 thì xu hướng kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba đó thì thị trường nó sẽ trả cung cổ phiếu nó sẽ trả cung đó và trả cung như thế nào thì theo quan điểm của tuần cùng là cứ chém lấy 1 phần hai đến một phần ba cái thân nến tăng ở trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 10 thì như vậy đó là cái mô típ chung và 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 hùng nhận diện thấy rằng là trong tuần vừa qua thì gần như tất cả các mã cổ phiếu à, của các nhóm ngành thì cơ bản nó đều quay trở lại cái mô típ đó nó test cung thì có những mã cổ phiếu test khỏe tức là nó chỉ test ở trong biên 1 phần hai còn có những mã cổ phiếu thì uh, như vậy là test sâu hơn đúng không ạ và sau cái nhịp test đó thì chúng ta đã có một phiên phục hồi trong phiên giao dịch ngày 25 trước khi mà nó bị rơi ở phiên ngày 26. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ nắm được cái sơ bộ như vậy để chúng ta phân tích. Thì đối với cơ ở cái điểm chỉnh cũng kỹ thuật dự báo đó là khoảng quanh vùng 43.5 đến vùng 44 Nhưng trong tuần đến phiên giao dịch ngày tư thì chỉ số này chỉnh về quanh vùng 42, sau đó thì nó đạt lại vùng 44 và tiếp tục bị bán mạnh. À, trong hai phiên kết tuần như vậy thì uh, mở với hiện tại chúng ta sẽ ngắm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 40.5 đến khoảng vùng 41 ở đây đang có một nhịp phục hồi nhưng theo quan điểm kỹ thuật cá nhân của ông Lê thì khả năng nó sẽ uh, test về khoảng quanh vùng 40.5 tích lũy tạo nền ở đây uh, trước khi mà chúng ta sẽ có một cái nhịp công lại ở khoảng quanh vùng 44 đến khoảng vùng 41.2 Vinamilk ở trong tuần <laughs> Vinamilk ở trong tuần thì nó cũng uh, có cái điểm chỉnh cung đầu tiên Đấy các anh chị. Đó, đầu tiên thì như vậy thôi và Vinamilk uh, sẽ test điểm đầu đó là ở vùng 71.5 và khi 71.5 bị thất bại thì nó sẽ test lại cái đáy cũ ở đây, chính là trong cái đáy của trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 10 và liên tục từ phiên giao dịch ngày 24 25 thì như vậy là Vinamilk giữ rất tốt ở cái điểm đáy đó là điểm 70 và đến phiên ngày thứ sáu, uh, ngày thứ năm thì nó bị mất uh, chung thôi. Phiên ngày thứ năm thì không thể uh, gần như không mã một bất bất kể một cái mã cổ phiếu nào nó có thể trụ lại được cái hỗ trợ tuần. Đó, và nó phải lùi khá là sâu thì uh, với góc độ cái tuần phiên 2627 như thế này như vậy Vinamilk tiếp tục có cái điểm tích lũy ở vùng 66 đến vùng 67 khá là tốt uh, mục tiêu ở trong tuần tới thì như vậy um, khả năng Vinamilk sẽ kéo về của khoảng quanh vùng 69 Nếu khỏe hơn thì kéo về 70 và tại đây thì nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung uh, test tích lũy chỉnh nền để bắt đầu hình thành một cái điểm tích lũy uh, lần thứ hai ở đây Man San ở trong thời điểm hiện tại uh, đang có một cái nhịp giảm tương đối là mạnh thì cái nhịp giảm của mansan một phần là do khối ngoại bán rất là mạnh các anh chị khối ngoại bán liên tục luôn và trong tuần vừa qua thì cũng như vậy tương tự như vậy thôi Man San điểm đầu tiên nó sẽ chém một phần hai thân nến đó là nó sẽ chém về khoảng quanh vùng à uh, 5 và vùng này bị thất bại thì nó sẽ test về vùng 65 và đến phiên giao dịch của ngày 26 thì Masan có gáp giảm ở đây và lùi khá sâu về vùng 56 đến khoảng vùng 57 tích lũy chỉnh cung ở đây. Hiện tại thì uh, với động thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài như vậy á, thì như vậy là Masan nó sẽ đang khá là yếu và khả năng tuần tới uh, cái xu hướng ở vùng 56 đến khoảng vùng 57 tiếp tục uh, tích lũy. <laughs> nhóm ngành phân tích tiếp theo, chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì uh, mô típ chung uh, hoàn toàn tương tự như vậy thôi, đối với nhóm ngành bất động sản của công nghiệp cũng như vậy. Uh, uh, dự báo KBC sẽ quay trở lại test cung ở vùng kỹ thuật 29.5 đến khoảng vùng 30 thì các anh chị để ý đây, đây là những cái phiên test kỹ thuật rất đẹp ở ở đầu tuần. Và sau đó thì KBC ở trong tuần thì nó cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 31.5 trước khi mà nó bị đạp mạnh ở phiên ngày 26. Thì như vậy với một cái lực uh, bán mạnh như thế này và KBC cũng đã lùi khá sát về ở vùng 27 27.5, như vậy trong ngắn hạn thì mình kỳ vọng rằng KBC sẽ tiếp tục uh, xây đáy tích lũy tạo nền tức là nó có thể nó sẽ có những cái nhịp long về khoảng quanh vùng 29, 29.3 và sau đó thì nó tiếp tục có những cái nhịp test lại trả cung quanh vùng 28 và trong những cái nhịp test trả cung này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích điểm hỗ trợ ITA ở trong tuần thì như vậy thôi nó cũng đây cái điểm chúng ta bắt đầu bản tin tuần ở đây các anh chị thì ITA sẽ bắt đầu trả lại cung thì điểm trả 5.6 và điểm sâu hơn ở đây là vùng 5.5 này và sau đó từ điểm 5.5 này thì ETA cũng đã có lực phục hồi, tuy nhiên lực phục hồi thì nó cũng không đủ lớn và nó cũng à, gọi là gì ạ, nó cũng đã chỉnh sâu, nó chỉnh khá sâu về biên hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng ở sâu nhất ở trong tuần là về vùng 5.5. Thì ở đây là nó có cái sự à, vùng 5.0 và ở đây nó có cái sự phục hồi, tuy nhiên cái sự phục hồi này thì chúng ta sẽ cần thêm cái sự đánh giá rất là lớn ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai thứ ba tuần tới. Khả năng nếu đẹp thì như vậy là ITA sẽ sẽ uh, test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 5.15 đến khoảng vùng 5.2 tích lũy thành công ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đưa uh, cái target kỹ thuật của ITA về khoảng quanh vùng 5.6. SSC là một mã cổ phiếu cơ bản tốt của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp uh, và trong tuần thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy đấy các anh chị phiên ngày thứ sáu là SZC kéo một phiên rất là mạnh và chính vậy nên lồng có báo với cả nhà là kiểu gì nó cũng sẽ chém lại uh, test lại ở khoảng quanh vùng 73 uh, 37. 4 37 chấm 5 ở đây và liên tục chúng ta liên tục có những cây nến giờ nó test tất nhiên là nó test điểm này thì nó test tận uh, 36.5. Nhưng ít nhất là nếu như chúng ta mua ở điểm này thì chúng ta vẫn có một cái điểm T cộng hoàn thành ở đây đó là KBC à uh, STC hoàn thành ở vùng giá target mục tiêu ở vùng 39 cộng trước khi mà nó bắt đầu chỉnh cung mạnh. Thì uh, trong tuần thì nó lại rất là đẹp đó, rất là đẹp khi mà ở đây các anh chị nhìn thấy đấy ạ, hùng đã có vẽ một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần trước đó là à uh, đã test về uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng uh, 35. 35 đến khoảng 35.5 thì trong tuần này cũng như vậy. Đây các anh chị có hai cây nến giờ ở trong phiên giao dịch ngày 26 thì nó test uh, về vùng 35.5 và nó có cái sự phục hồi uh, về mặt cuối phiên trong phiên ngày hôm nay thì tiếp tục test lại vùng 35.5 trước khi mà có cây nến kết thúc giờ. Uh, mặc dù cây nến giờ này đóng cửa không được cao nhất phiên. Uh, nên, nên uh, nên 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 là tuần tới thì khả năng cao thì cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu SSC vùng 35.5 đến khoảng vùng 36 tiếp tục test tích lũy. Mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục là đẩy cái target kỹ thuật về lại khoảng vùng 38 đến khoảng vùng 38.2 ở đây. ITC cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Đối với mã cổ phiếu này thì cơ bản cực kỳ tốt các anh chị, cực kỳ tốt, cơ bản cực kỳ tốt các anh chị có thể soi lại các cái tính năng cơ bản của cổ phiếu này. Thì uh, hoàn toàn tương tự, uh, IDC thì cũng có dự báo về nó sẽ trả cung lại ở khoảng quanh vùng 49 uh, cộng trừ Và đây là những cây nến giờ liên tục test ở vùng 49 trước khi mà nó hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 51 Và sau khi đạt lên đến vùng 51, 51.5 và vùng 52 ở đây thì đây là vùng cảng kỹ thuật Các anh chị, đây là vùng cảng kỹ thuật nên là cổ phiếu không có động lực để bứt thoát qua Đó, để như vậy là cổ phiếu này là nó đã rơi lại và rơi lại ở đây ở trong phiên giao dịch ngày 26 27, uh, IDC đã test tương đối thành công ở quanh vùng 46. Như vậy ở trong góc độ ngắn hạn thì cũng sẽ kỳ vọng ở đây đó là vùng 46 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của IDC và vùng 48 sẽ là vùng cản kỹ thuật. trước mắt thì IDC có khả năng nó sẽ test cung và nó sẽ sideways thêm một vài cây nến giờ ở quanh vùng 46 đến khoảng vùng 48 trước khi mà nó phát đi cái tín hiệu kỹ thuật vượt vùng 48 thì như vậy là các anh chị chúng ta có thể mua thêm tăng tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu tuy nhiên trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu bị vỡ vùng 46 thì như vậy là chúng ta phải bán bớt ra bởi vì khi mà mà IDC bị vỡ vùng 46 các anh chị thì nó sẽ về ở những vùng nào chắc chắn nó sẽ về vùng 44 đó và có thể là vùng 43 đó thì thì chúng ta phải cân nhắc đấy đó, còn trong trường hợp nếu như các anh chị cầm dài thì tùy các anh chị đó, chúng ta có thể mua chúng ta có thể bán bớt và chúng ta lướt bởi vì con mã cổ phiếu IDC này thì cái cái tính T0 T1 nó rất là hay nó đánh nó hồi rất là nhanh VGC ở trong tuần thì cũng như vậy thôi đó xu hướng sẽ quay trở lại vùng 49 à, liên tục những cây nến giờ test thành công ở vùng 49 trước khi mà nó hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 51 ở đây đó, nó thậm chí nó còn lên đến vùng 52 cơ đó và lên đến vùng 52 thì đây là vùng cản rồi các anh chị này đó đây là vùng cản kỹ thuật và bản thân ở trong tuần thì cũng chỉ để ở khoảng quanh vùng 51 52 thôi đó và hồi về vùng này thì chắc chắn nó sẽ chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung của 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 của, của VGC cũng rất là đẹp trong tuần vừa qua đẹp nói chung là đẹp nó chỉnh về quanh vùng 47 và trong hai phiên khủng hoảng ở thị trường thậm chí là trong phiên 25 26 như vậy là gần như là nó 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 test rất thành công đó và như vậy ở đây là vô hình dung là trong hai tuần này thì nó đã hình thành được một cái biên ở đây khoảng biên 45, 45, 46, 45, 5 khoảng 46 là cái vùng gọi là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là cứng đấy, rất là cứng. Bởi vì thị trường của chúng ta đã giảm điểm rất mạnh, đúng không ạ? Cái sự rung lắc rất mạnh và cổ phiếu VGC vẫn giữ được cái phong độ ở khoảng uh, quanh vùng 46, 47 như vậy là uh, những cái tín hiệu kỹ thuật rất là tích cực thì ở trên góc độ kỹ thuật tuần tới khả năng IDC sẽ à, VGC sẽ có cái điểm trả cung lại quanh vùng 48 tích lũy thành công như vậy chúng ta sẽ tiếp tục lại ngắm lại vùng 50 51 ở đây thôi đó à, khỏe thì lên 51 hoặc là thậm chí 52 thậm chí là như vậy bởi vì VGC cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó kéo rất nhanh à, nó chỉ có một hai phiên thôi là nó sẽ lên được cái target đó và nó sọt cũng rất là nhanh chính vậy là anh chị em của chúng ta cũng phải nhanh tay lẻ mắt nhóm ngành phân tích tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành thép thì với nhóm máy thép vùng view ở trong thời điểm tại là tương đối đẹp các anh chị tương đối đẹp nó đang test được cái mô hình kỹ thuật gọi là mô hình kỹ thuật hai đáy đi chúng ta tạm tạm kỳ vọng là mô hình kỹ thuật hai đáy ok thì ở đây các anh chị nhìn ở đây đó là điểm này chính là điểm mà bắt đầu vào phiên giao dịch tuần mới thì mô tiếp chung đúng không anh chị thép sẽ quay trở lại test cung và tất cả các nhóm ngành tất cả các mã cổ phiếu sẽ quay trở lại test thì điểm test cái tuần đầu tiên 24 điểm sâu hơn sẽ là vùng 23.7 đây thì trong tuần là hòa phát test về 23.7 sau đó thì nó công cái target mục tiêu 24.5 24.7 và về được đến đâu đó vùng 24.6 thì um, nó không đủ động lực các anh chị về đến đây thì nó không đủ động lực uh, vùng cản và nó không đủ động lực chính vậy là phiên giao dịch 26 thì như vậy hòa phát tiếp tục quay trở lại vùng 23 22.5 22.5 đến vùng 23 và về cơ bản trong hai phiên ngày hôm nay thì như vậy là Hòa Phát test cũng khá là thành công. Tuần tới <laughs> dự kiến thì vùng 23 23.2 sẽ là vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật, tức là xu hướng là Hòa Phát kiểu gì nó sẽ nhúi về 23 các anh chị. Thậm chí thậm chí không phải là 23 mà nó sẽ nhúi về cây đến giờ này này, chính là chính là vùng 22.85 à, hoặc là vùng 2.8 gì đây này đó cơ bản ở đây nó sẽ có thể nhúi về đây sau đó thì nó rút chân lên và mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng 24 khỏe hơn thì uh, vùng 24.5 đó là những cái vùng giá kỳ vọng của cá nhân đồng lê uh, đối với hòa phát ở trong tuần tới Nam Kim cũng <laughs> hình thành một cái mô hình VK ở đây rất là đẹp. Đây các anh chị nhìn thấy nhá. Trong phiên 19 thì như vậy là Nam Kim uh, có vùng một kỹ thuật ở đây là vùng 17 17.5. Sau đó thì Nam Kim có một lực phục hồi. Phục hồi thì cũng đã có phân tích rồi. Xu hướng ở trong tuần này thì Nam Kim đây các anh chị. Đầu tiên nó sẽ chém đến 1 phần 2. Cái thân đến này là 18.2. Điểm sâu hơn sẽ là vùng 17.8 đến vùng 18. Là vùng hỗ trợ cái tuần ngắn. Và Nam Kim thì cũng đã uh, có một cái lực đánh rất là tốt. Hoàn thành target mục tiêu ở vùng 19. Trên vùng 19. Và trước khi mà 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 kim quay trở lại chỉnh cung đó vậy thì chỉnh thì thì tuần này là nó rất là ok đó vùng 17 17.3 tiếp tục phát huy à, tiếp tục phát huy cái cái xu hướng tích lũy và chúng ta nhìn thấy là là các cái tín hiệu đường A nó bắt đầu nằm ngang lại rồi và cây nến kết phiên thì cực đẹp nói chung là cực kỳ đẹp đó và thậm chí là hai cây nến kết phiên à, cây nến 13 đến 14 giờ nó rút chân lên và cây nến này là một cây nến hammer thì nó cũng hoàn toàn tương tự phiên giao dịch ngày thứ sáu thì nó như vậy thôi, như vậy là phiên kết tuần thì kéo mạnh thì như vậy là phiên đầu tuần thì nó sẽ trả cung 17.6. Đó, test tích lũy đẹp và 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 đẹp hơn thì là 17.8 và không thì 17.6. Test cung tích lũy chỉnh cung chỉnh nền ngon lành rồi thì cái đó thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, kỳ vọng đưa target về vùng 18.5, khỏe khoắn hơn thì lại về vùng 19 19.5 thì tùy, chúng ta sẽ uh, phân tích thêm cái tín hiệu của cổ phiếu thép ở trong tuần tới và à đối với cổ phiếu thép thì mình đánh giá rằng là, là 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 tuần tới là cổ phiếu thép nó sẽ rất, rất là đẹp. Cổ phiếu Hoa Sen cũng như vậy ở đây các anh chị, Hoa Sen. Đó, thì ở đây phiên ngày 19 Hoa Sen có điểm uh, test sâu ở vùng 16 16.5, 16.3 và phiên ngày hôm nay thì như vậy Hoa Sen cũng bắt đầu có vùng 16 16.3 và rút chân đi lên. Thì chúng ta nói lại một tí, uh, phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba à HSG nó sẽ có xu hướng test lại cung 17.5 và các anh chị nhìn thấy liên tục những cây n cây nến giờ 17.5 và nó bản chất là nó cũng có lực kéo đó chúng ta dự kiến là nó sẽ kéo về khoảng vùng 18 19 ở đây 18.5 đến vùng 19 ở đây Tuy nhiên là đến đây nó kéo này thì nó gặp phải cái phiên của giao dịch ngày 26 và nó có một cái gáp hở ở đây cái gáp này thì 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 không ai phân tích được nói thế cho nó vuông đó và khi nó hở gáp ngay ở phiên ATO và nó đạp rất mạnh như vậy thì gần như không ai có thể trở tay được đâu và chúng ta phải chấp nhận đó là một thực tế đó là một thực tế các anh chị đó và cũng rất may mắn là những cái điểm phục hồi đúng không gần như các anh chị để ý là gần như tất cả các mã cổ phiếu sau khi test 1 phần hai đến 1 phần ba thân nến thì đều có cái sự phục hồi đó là những cái thời điểm mà các anh chị có thể chốt được bớt đó chốt ngắn được bớt nó còn đến để đến phiên ngày 26 thì thôi uh, chín xin thua đúng không ạ thì ở đây chúng ta thấy rằng là Hoa Sen ngày hôm nay 16.16 16.2 16 đây tích lũy và rút chân lên, tiếp tục có một cây nến mơ kéo rất là khỏe ở cuối phiên. Thì như vậy ở đây chúng ta kỳ vọng điều gì? Tức là vùng 17 đến khoảng vùng 7.2 ở tuần tới sẽ là điểm tích lũy cân bằng quay trở lại của cổ phiếu Hoa Sen. Khi nó test tích lũy thành công và lực cầu, uh, lực cầu tiếp tục được đổ vào thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm uh, ta cái kỹ thuật ở đây 18.5. đó uh, khi bứt được vùng 18.5 rồi thì sẽ ngắm đến vùng 19 và chúng ta từ từ để chúng ta xây, đúng không? Ở đây uh, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu VGS thì hoàn toàn tương tự VGS sẽ uh, test tích lũy lại ở vùng 7.516, liên tục những cây nến giờ đây các anh chị nhìn thấy là các anh chị đều hiểu, hiểu mỗi típ rồi và sau đó thì uh, VGS cũng đã hoàn thành target vùng, vùng mục tiêu 19 đến 19 ở trong tuần. Đó và sau khi hoàn thành target mục tiêu xong thì VGS bắt đầu quay trở lại chỉnh cung, tuần này thì VGS chỉnh về khá sâu ở vùng 15.5. Ờ uh, hiện tại đây là những cây nến giờ theo quan điểm kỹ thuật của Hùng là rất là tích cực khi VGS liên tục test về vùng 15.5 và đều rút chân được lên, như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ làm việc với cái sự cân bằng của cổ phiếu VGS dự kiến ở quanh vùng 16 16.8 đấy là khỏe 16.8 còn nếu yếu hơn thì như vậy là VGS có thể về quanh vùng 16.5 để tích lũy chỉnh cung và tiếp tục phục hồi phục hồi thì nó sẽ ngắm lên vùng 18 18.5 các anh chị nhé chúng ta cứ ngắm lần lượt thôi cổ phiếu TLH như có phân tích ở đây đầu tiên thì cái biên sideways của cổ phiếu TLH nó sẽ có cản trên ở vùng 7.2, các anh chị để ý là trong tuần nó đã đã đã, đã công vùng 7.2 và công không thành, ờ, thì nó sẽ lùi lại vùng 6.7. Trong trường hợp thất bại 6.7, chúng ta tính toán ở vùng 6.4 như vậy tuần tới thì xu hướng kỹ thuật của TLH sẽ tích lũy sideways ở biên 6.4 đến biên 6.8 ờ, và sau so cái biên tích lũy này thì cổ phiếu nó sẽ cho chúng ta đó, cái chỉ dẫn kỹ thuật để chúng ta phân tích tiếp. TVN. Đó, uh, TVN thì cũng tương tự như vậy thôi. Cũng đã dự báo cái xu hướng sideways của cổ phiếu này quanh vùng 6 đến khoảng vùng 6 4 trong tuần công 6 4 công Thành. Thì công Thành và điểm chỉnh uh, trong tuần này sâu nhất về vùng 5.6 và uh, cơ bản là vùng 5.7 đến vùng 6. Như vậy tuần tới thì 5.7 đến vùng 6 sẽ là vùng sideways uh, tiếp theo của cổ phiếu TLH. Thì ở trong tuần tới, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê à, hai mã cổ phiếu rất đẹp đó là NKG và HSG. Đấy là hai mã cổ phiếu mà à, các anh chị có thể tận dụng tối ưu T cộng để chiến đấu ở nhịp này. Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công à, gồm mã cổ phiếu KFB thì đối với KSB ở trong tuần chúng ta cũng đã có dự báo uh, cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu này sẽ quay trở lại ở vùng 25 đến khoảng vùng 25.4 quý và tiếp tục công vùng cản ở trong tuần thì nó tiếp tục công lại vùng 26 tuy nhiên ở đây là chúng ta nhìn thấy là những cái cây nến mà sát vùng 26 là KSB nó không có động lực để bứt thoát phiên ngày 26 thì nó chỉnh chung với cả thị trường và phiên ngày hôm nay thì như vậy là KSB lùi khá sâu về biên hỗ trợ 22 đến khoảng biên 2.5 có sự phục hồi. Tuy nhiên với quan điểm ngắn hạn của Hùng thì cái điểm phục hồi này nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Đó nó nó chưa thuyết phục, thuyết phục đâu. Và 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 nó lại vô hình dung là nó lại va vào vào một cái vùng cản ngắn ở đây. Đây là vùng hỗ trợ các anh chị nhé, vùng 24 đến vùng 24.3. 24 đến vùng 24.3 trước đây là vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật thì bây giờ nó đã trở thành vùng cản và khi va vùng này thì xu hướng cổ phiếu bao giờ nó cũng phải tả cung lại nó phải test lại nền như vậy nếu là đẹp đẹp quá thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 22.5 đến khoảng vùng 23 để chúng ta tiếp tục dự báo về mặt xu hướng PLC sau một cây nến tăng rất mạnh của ngày thứ sáu thì cũng đã có dự báo rồi đúng không kéo về vùng cản 3232.2 ở đây thì như vậy đây là vùng vùng cản cái tuột mà thì đương nhiên nó phải quay trở lại uh, test tích lũy lại và vùng test tích lũy ở vùng 30.5 đã phân tích ở trong bản tin tuần trước cho anh chị rồi uh, điểm uh, tích lũy đầu tiên ở quanh 30.5 thì cơ bản thành công nó có phục hồi lên 31 nhưng mà đến phiên ngày thứ uh, ngày 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 26 thì chịu rồi đúng không ạ PLC đã uh, rút khá là sâu và đây không biết là cây nến thật hay cây nến ảo uh, đó nhưng mà về cơ bản thì chúng ta sẽ tìm lại cái điểm cân bằng ở khoảng quanh vùng 27 27.3 Uh, có sự phục hồi, nếu như mà tốt thì nó sẽ kéo về khoảng vùng vùng 28.5 vùng 29 và sau đó thì nó sẽ còn phải có một nhịp uh, quay trở lại test cung chỉnh nền ở đây. Và chúng ta phải cần chờ thêm uh, lực cầu. Uh, đấy, lực cầu được cải thiện và tín hiệu đường MACD ví dụ như vậy. Đây là những cái tín hiệu uh, cơ bản để có thể giúp cho thị trường của chúng ta và giúp cho cổ phiếu bắt đầu uh, có một cái sự phục hồi tốt. BCC ở trong tuần thì chủ yếu là sideways và điểm test tích lũy đầu tiên của BCC à, Chúng ta có phân tích đó là vùng 10.2 thì cơ bản thành công Và phiên ngày 26 thì BCC nó cũng rơi uh, chung với cả thị trường à, Như vậy trong ngắn hạn thì nó sẽ Sideway uh, Nó chỉnh về khoảng biên 8.7 đến 9 Nên là sẽ sideways ở quanh biên 8.7 đến 9 à, Kỳ vọng thêm uh, có thêm cái lực cầu, cung cầu hỗ trợ ở đây Như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục phân tích VCG ở trong tuần đó, đầu tiên nó sẽ test lại ở vùng 22.2 cộng trừ. Đấy các anh chị, đây chính là biển hạ điểm 22.22.3. Thì những cây nến giờ trong phiên giao dịch ngày 23, 24, 25 là cực kỳ thành công đúng không ạ? Và về bản chất là trong tuần thì nó cũng đã đã kéo lên được đến cái cái vùng target mục tiêu mà chúng ta dự kiến ở đây đó là khoảng quanh vùng 20 uh, 25.3. Đây, 25.3 ở đây. Và khi về đến đây thì động lực nó không có và phiên ngày 26 uh, gáp chung với cả thị trường chỉnh giảm và hai cây nến kết phiên của tuần này. Thì ở đây à, lùi khá sâu về vùng 20.8 đến khoảng vùng 21 cây nến giờ có điểm phục hồi. Tuy nhiên điểm phục hồi này thì chúng ta sẽ cần thêm cái sự đánh giá ừ, trong trường hợp gọi là tích cực đi. Thì như vậy vùng 20.8 đến khoảng vùng 21 là vùng mà nó sẽ quay trở lại tích lũy. Còn trong trường hợp nếu như vùng đó nó không tích lũy trở lại được thì nó có thể là nó sẽ có những trong tuần nó sẽ có những cái phiên hoặc là có những cái điểm mà nó sẽ nhún về quanh những mút nến đã được tạo ra ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Uh, cô 4, uh, đây, cô 4 điểm test kỹ thuật đầu tiên đó là vùng 11.3, trả cung mà, uh, điểm trả cung khá là thành công, tích lũy gần như 3 phiên đầu tuần tốt nhưng phiên 26 thì nó không chịu được nhiệt. À, lùi về vùng 9.5 đến vùng 10, hiện tại đang có cái sự phục hồi nhẹ, tuy nhiên là điểm phục hồi này thì cũng chưa thuyết phục nên là cái điểm cân bằng à, của có 4 khả năng nó sẽ ở khoảng quanh vùng 10.3, 10.3 đến khoảng vùng 10.4 à, tuần tới thì cũng sẽ đánh giá thêm. À, cổ phiếu FCN, điểm à, test công kỹ thuật đầu tiên, nó sẽ test về vùng 13.5 và nhìn chung thì ở cái biên 13.5 tương đối thành công và đến phiên hai à, ngày 26 thì như vậy là FCN cũng FCN cũng bắt đầu rơi à, rơi chung với cả thị trường thôi và phiên ngày 26 thì gần như tất cả các mã cổ phiếu đều rơi và rơi rất là mạnh thì ở đây là FCN có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 11.5 ở à, trong phiên ngày hôm nay nó có những cái điểm test khá sát ở vùng 11.5 À, có sự phục hồi à, như vậy trong tuần tới ở góc độ tích cực thì vùng 12 12.2 sẽ là biên à, sẽ là biên 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 tích lũy của cổ phiếu tích lũy thành công ở vùng này lực cầu cung cầu tiếp tục được đẩy vào tín hiệu đường mát à, có cái sự chuyển pha thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng về cản 13.5 đến khoảng vùng 14 ở đây là cả kỹ thuật của SCN ở trong ngắn hạn LCG cũng trong tuần vừa qua đây thì nó cũng điểm đầu tiên đó, là nó sẽ chém đi 1 phần 2 cái thân nến tức là ở vùng 11 sau đó thì nó phục hồi quay trở lại vùng 11.5 và ở tại 11.5 thì động lực của cổ phiếu cũng không có nhiều nên là LCG bắt đầu quay trở lại test test cung chỉ, chỉnh nền Vùng 10.5 đến vùng 10.7 dự báo tuần tới uh, cổ phiếu LCG sẽ tiếp tục uh, sideways và ở đây sẽ là đang là cái điểm hỗ trợ. Nó test lại cái điểm 20 tháng 10 thì bây giờ phiên ngày 27 tháng 10 thì cổ phiếu này tiếp tục uh, quay trở lại chỉnh cung. Uh, trong trường hợp tích cực như vậy thì LCG sẽ tiếp tục có những cái lực kéo về khoảng quanh vùng 11.3 11.5 sau đó tiếp tục uh, test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 11 đó, test đạt thành công và uh, khi nào mà LSG xuất hiện một cái cây nến nó đè lại ở vùng 11.5 như thế này, nến xanh và phục hồi như vậy thì đấy sẽ là một cái tín hiệu khá là tích cực và khi đó thì uh, các cái tài khoản cầm thì chúng ta có thể cân uh, cân thêm. Cổ phiếu HHV <laughs> HHV ở đây, đó, điểm đầu tiên là nó sẽ phải chỉnh về vùng 14.7 đã và những cây nến giờ liên tục uh, test tích lũy ở quanh vùng 14.7 rất thành công trước khi có một nhịp hồi, dự kiến là sẽ đánh về khoảng quanh vùng 15.5. nhưng mà lên được khoảng tầm vùng 15.3, 15.4 ở đây thì bốn uh, cây nến giờ không đủ lực và uh, nó bắt đầu quay lại chỉnh cung. Vùng 13.5 đến vùng 13.7 dự kiến sẽ là biên tích lũy sideways. Uh, trong trường hợp tích lũy thành công như vậy là uh, HHV có thể kéo lại về vùng ở đây vùng 14.7 là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì tuần này nó sẽ trở thành vùng cản kỹ thuật của nó ở đây đó nó kéo về vùng 14.7 thì kiểu gì nó cũng sẽ rung lắc ở đây đó, các anh chị cứ để ý mà xem đó rồi là chúng ta sẽ quan sát thêm cái khả năng xây lại ví dụ như là về 14.7 và nó xây về vùng 4 thành công sau đó à, tích lũy thành công và có lực đánh mạnh ở đây để giúp cho cổ phiếu bật mạnh đó, bật mạnh từ vùng 14 và lực cầu cung cầu ổn định ở đây và sau đó nó vượt thoát được vùng 15.5 thì đấy cũng sẽ là những cái thời điểm để chúng ta đánh giá cái xu hướng phục hồi của nhóm ngành Uh, đầu tư công nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì các anh chị lưu ý ở thời điểm hiện tại thì cũng quan sát rằng uh, nhóm ngành bất động sản dân cư của chúng ta đang có những thiên hướng kỹ thuật khá là tốt trong 3 tuần trở lại đây uh, tất cả các mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản dân cư nó bắt đầu có xu hướng tích lũy tại uh, tại một vùng hỗ trợ và không bị phá À, trong những cái thời điểm khó khăn nhất của thị trường, trong những cái thời điểm khủng hoảng nhất của thị trường thì cổ phiếu ở à, tất cả các cái cổ phiếu ngành bất động sản dân cư thì cơ bản vẫn giữ được. Ở đây các anh chị chúng ta sẽ đi phân tích sell thì đối với sell như vậy là chúng ta có vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 21 thì trong tuần ngay lập tức là phiên ngày thứ hai, ngày thứ ba như vậy là sell công ở vùng cản kỹ thuật này. Đồng thời á đồng thời thì chúng ta có dự báo cái vùng test kỹ thuật của nó của vùng 19 19.2 và phải đến phiên giao dịch khủng hoảng của thị trường đúng không ạ? Thì như vậy là xe mới quay trở lại vùng 17.5 đến vùng 18 và cơ bản vùng 7.5 vùng 18 của xe vẫn tích lũy rất thành công ở đây. Cây nền kết giờ cực đẹp rồi. Như vậy tuần tới thì hoàn toàn tương tự như vậy thôi, khả năng xe sẽ có những cái điểm chỉnh cung test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 19.7. Mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng 21 21.2 ở đây. Đó và trong trường hợp một cái kịch bản lạc quan và sell sẽ bắt đầu công lại cái cản kỹ thuật ở đây là vùng chấm 3 thì đấy là một kịch bản rất là quan và chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Đó và khi mà mà nhóm ngành bất động sản mà 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 có được những cái tín hiệu kỹ thuật này thì là quá là đẹp luôn các anh chị. Đó, chúng ta view ở đây. Và sau một ví dụ đây các anh chị. Đó thì như vậy là khả năng cao là như vậy là nhóm ngành toàn bộ nhóm ngành bất động sản dân cư nó bắt đầu uh, bước vào một xu hướng phục hồi và đó sẽ là một cái 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 xu hướng rất là tuyệt vời để giúp cho chúng ta uh, có được một cái thành quả nhất định ở trong ngắn hạn cổ phiếu hDg HDg ở đây thì như vậy thôi tuần vừa qua điểm chỉnh cung đầu tiên là vùng 20 mấy đây này 25.5 Đến khoảng vùng 26, trong tuần thì HDG cũng đã hoàn thành target mục tiêu ở vùng 27 trước khi mà nó rơi khá là mạnh. Và tuần này như vậy HDG tiếp tục uh, test tích lũy thành công ở vùng 24, 24.5. Đây một đáy và đây một đáy, như vậy là mô hình hai đáy đang được hình thành. đó Và biên ở đây đó là biên 25.3 đến khoảng biên 25.5. Kỳ vọng một tuần tới HDG sẽ tích lũy thành công ở vùng này và chúng ta sẽ tiếp tục đưa cái target kỹ thuật lên khoảng vùng 27, khỏe hơn thì vùng 27.5. HDC cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Mô típ chung thì dự báo là HDC sẽ quay trở lại test công kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 29.5 đến vùng 30. Và đây nó test ở khoảng vùng 30.2 trước khi mà nó hoàn thành target mục tiêu ở vùng 32 và bắt đầu chỉnh cung. Ở tuần này thì về cơ bản đấy vùng 29.5 đến vùng 30 nó test tích lũy rất là thành công và ở đây thì như vậy là HDC cũng đang có một cái một cái kênh xu hướng một cái kênh xu hướng mà kỳ vọng rằng ở trong tuần tới thì cái điểm mà long lên của HDC đang rất là tích cực cây nền kết phiên. kết giờ hoặc là kết phiên được thì như vậy là cực đẹp. tuần tới nếu nó có chỉnh, nếu nó có chỉnh thì sẽ ở khoảng quanh vùng theo quan điểm của Hùng là nó sẽ ở đây vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 là test tích lũy ở đây. Mục tiêu tiếp theo chúng ta sẽ công lên vùng 32 đến khoảng vùng 32.5. 55 cũng 55 cũng rất là tích cực rồi, trong phiên giao dịch ngày hôm nay cực kỳ là tích cực luôn thì ở đây thì chúng ta cũng như vậy thôi nam long có một cây nến ngày thứ sáu kéo rất là mạnh đây như vậy là xu hướng nó sẽ gì ạ nó sẽ test lại ở quanh vùng 33 và tuần vừa qua thì nó chỉ trả ở khoảng quanh vùng 33.5 và bắt đầu hoàn thành người ta ghét mục tiêu dự kiến ở vùng 35 trước khi mà nó rơi mạnh thì cái điểm rơi này của nam long nó lại rất tuyệt vời nó lại về vùng 31.5 đến vùng 32 như vậy là nhóm ngành bất động sản rất là bền ở trong tuần vừa qua đây 31.5 đến vùng 32 đây 31.5 vùng 32 và đây 31.5 vùng 32 như vậy À, chúng ta bắt đầu nhìn thấy một cái vùng hỗ trợ khá cứng của nhóm ngành bất động sản dân cư ở đây Nam Long một tuần tới như vậy là chúng ta sẽ uh, test tích lũy uh, xu hướng thì như vậy thôi nó sẽ test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 33 5 uh, test thành công ở vùng này như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng 35 đến khoảng vùng 35.5 KDH cũng là một mã cổ phiếu rất là khỏe và rất là hay của bất động sản dân cư ở trong tuần vừa qua dự kiến đúng không? Đó, chúng ta cứ lấy đi một nửa là vùng 29 năm là vùng hỗ trợ. Các anh chị nhìn thấy những cây đến giờ test về khá sát vùng hỗ trợ trước khi mà uh, nó công lên vùng 31 đến khoảng vùng 31.3. Đây là cái vùng gì ạ? Đây là vùng target dự kiến mà chúng ta đã có phân tích ở đây. Thì trong tuần là nó về khá sát đến vùng 31. Ở uh, trước khi nó chỉnh cung và điểm chỉnh cung của KDH cũng tuyệt vời luôn. Đó, vùng 20 vùng 28.3 đến khoảng vùng 28.5 28.7 đây đấy điểm này hỗ trợ vào đây cũng về hỗ trợ và như vậy về đến hỗ trợ này thì KTH lại tiếp tục có một cái lực bật ở trong phiên giao dịch ngày 26 và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục quay trở lại test cung và tiếp tục công lại vùng 30 tuy nhiên là công không thành như vậy ở trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn chúng ta có vùng 29 đến khoảng vùng 29.5 ở đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn của KDH Cả năng tuần tới thì những cái điểm mà nó nó nó, nó quay trở lại về nó chỉnh cung á nó chỉnh cung về quanh quanh cái vùng này là 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 còn các anh chị nhá đó và tích lũy thành công ở vùng này như vậy chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 30.5 và cản ở đây là cản 31 đó hoàn toàn tương tự như vậy thôi Đạt Phương cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và tính tạo lập của nó thì tương đối là ok đó Đạt Phương chúng ta dự báo ở quanh vùng 35 đó, cộng trừ ở test tích lũy và target mục tiêu là vùng 37 nhưng mà trong tuần vừa qua thì nó không về được đến 37, về được đến vùng 36 chấm mấy ở trong phiên này này Về được đến vùng Sao không hiện nhỉ, 36.3 gì đấy, 36.3, 36.5 thì nó tiếp tục quay trở lại uh, test 35 và test 35 thất bại trong phiên ngày 26 và nó lại lùi lại về vùng hỗ trợ 32 đến vùng 32.5 như vậy là đạt phương cũng hình thành được một cái biên 32.32.5 ở đây view 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 tổng lên xem nào đó thì như vậy trong ngắn hạn ở vùng 32 đó rất đẹp luôn các anh chị đây đến tận bên này cơ đó và đây 32.32.5 như vậy thì chúng ta cũng có quyền kỳ vọng rằng là gì? Đạt Phương nó sẽ có vùng của kỹ thuật 32, 32.5 ở đây có thể kỳ vọng là tích lũy đáy trước khi mà nó có sự phục hồi. Cây nến phục hồi ở cuối phiên nó là nó là đẹp. Đó, một cây nến giờ phục hồi cuối phiên như vậy rất là ok. Thì như thường lệ thôi, nó sẽ test lại ở vùng 34. Đó, còn sâu hơn thì ở đây là vùng 33.5 đến khoảng vùng 34 Đây sẽ là những cái điểm mà Đạt đạt phương nó sẽ quay trở lại uh, chỉnh cung tích lũy nền và tích lũy thành công ở vùng này lực cầu quay trở lại đường macd ví dụ đang đỏ như thế này các anh chị và tuần tới tuần tới thì khả năng đường macd nó sẽ chuyển xanh đó và nó bắt đầu vượt thoát đi lên như thế này thì đấy là sẽ là những cái xu hướng phục hồi dg cũng rất đẹp rồi à, đó DG nhá phiên ngày 20 tháng 10 DG có vùng hỗ trợ kỹ thuật 19 19 3 và trong phiên giao dịch ngày 26 đến ngày 27 hôm nay DG tiếp tục uh, test tích lũy ở vùng 19 19 5 thành công trước khi mà nó có một cái lực long ở đây thì nói về quay ngược lại về phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba đó xu hướng bao giờ như vậy thôi DG thì quay trở lại test công vùng 20 và sẽ công cản vùng 21 và tiến về vùng giá mục tiêu 22 nhưng trong tuần thì không lên được đến 22, lên được đến đâu đó khoảng 21.7 ở đây thì như vậy là DG bắt đầu chỉnh quay trở lại. Nhưng điểm chỉnh này cũng đẹp, có nghĩa là không thủng vùng 19. Thế về trong góc độ ngắn hạn, kỹ thuật ngắn hạn là như vậy, chúng ta kỳ vọng là vùng 19 đến vùng 19.5 sẽ là gì ạ? Vùng à, gọi là vùng tích lũy tạo nền tạo đáy của cổ phiếu đi. Và ở đây thì nó sẽ có vùng cản kỹ thuật ở 22. Như vậy tuần tới thì DG có thể test lại ở khoảng quanh vùng quanh vùng 20.5. 20.5 đến khoảng vùng 20.7 ở đây, tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm lên vùng cản 21 cộng và ngắm lên vùng 22. Trong trường hợp mà DG mà bứt thoát được mà mà nó ngồi lên được trên vùng 22 cộng như vậy đó cũng là một cái tín hiệu cực kỳ là tuyệt vời. Novaland thì đang yếu, Novaland thì trong tuần vừa qua cơ bản chỉnh cung tích lũy thôi. Thì điểm chỉnh cung đầu tiên đấy các anh chị này, đó, và 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 nó đánh cũng rất là đúng kỹ thuật luôn. 13.3 sau khi test 13.3 thì nó vươn lên target mục tiêu đó là vùng 14.2 đến vùng 14.5 và lên được 14.2 thì nó nó chỉnh cung chung với cả thị trường trong phiên ngày hôm nay thì có cái nến này là cây nến mà nó cũng hoang mang này cây nến này thì khả năng là rất nhiều nhà đầu tư sẽ bán cắt lỗ ở vùng này tức là vì khi nó bị mất vùng 12.5 thì thường thường đa phần nhà đầu tư sẽ hoảng loạn nhưng mà cây nến giờ sau đó thì nó lại lấp lại được vùng 12.5 và nó có sự phục hồi thì như vậy về góc độ kỹ thuật ở tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng là Novaland sẽ quay trở lại khoảng vùng 12.8 đến khoảng vùng 13. Ờ, test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại ở đây là vùng 14 đến khoảng vùng 14.2 và khi về đến khoảng cái vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta phân tích đất xanh cũng đẹp rồi đất xanh cũng đẹp và vì sao đẹp thì ở đây hùng nhận diện thấy rằng là ba tuần quay trở lại đây Uh, thị trường chỉnh tất cả các mã cổ phiếu chỉnh và đất xanh đã hình thành được một cái biên ở quanh vùng 16 cộng trừ 0.5 tức là cứ về đến đây thì nó bật đây các anh chị ở điểm uh, phiên ngày 16 tháng 10 nó cũng như vậy này rồi phiên ngày 19 tháng 10 nó cũng bật và từ 19 tháng 10 nó bật từ vùng 15.5 từ hỗ trợ 15.3 15.5 và trong tuần vừa qua thì nó cũng hoàn thành được cái target 17.5 đến vùng 18, suy soát ở 18 trước khi mà nó chỉnh cung. Thì như vậy là tuần này thì nó lại về lại 16 trong phiên 26, trong phiên giao dịch ngày hôm qua như vậy thì đường giảm rất là kinh khủng luôn thì như vậy đất xanh về 16 và phiên này hôm nay thì nó lại bắt đầu phục hồi về vùng 17.4 17.5. Và phiên ngày hôm nay thì tăng kịch trần với lực cầu bắt cuối phiên tương đối là đẹp, tín hiệu đường MACD ngon rồi. như vậy tuần tới thì kỳ vọng là đất xanh sẽ test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 17, 17 đó 17 7 2 khả năng cao là 17 2 và thậm chí thậm chí là 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 có thể nhé có thể là nó sẽ nhún về đây này các anh chị này cũng có thể là trong phiên nó có thể nhún về đây nhưng mà cái kịch bản mà nhún về vùng 16.3 16.5 thì cũng chưa có đề cập đến tùy cái biên độ tình hình nhưng mà khoảng quanh vùng 17 khả năng là có và kỳ vọng gì kỳ vọng là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng 18 và cản tiếp theo ở vùng 18.5 và trong một kịch bản lạc quan tích cực nếu như mà đất xanh của chúng ta mà hồ hởi phấn khởi mà kéo lên được vùng 18.519 với một cây nến xanh như thế này thì đó là một cái xu hướng rất là tuyệt vời. Đó, vùng đang kỳ vọng điều này. PDR là một mã cổ phiếu rất là hay, rất là khỏe của nhóm ngành bất động sản dân cư. Như vậy theo thường lệ chung thôi, PDR sẽ quay trở lại test cung chỉnh nền ở khoảng quanh vùng 22.8, mục tiêu công vùng 24 24.3 và trong tuần vừa qua thì nó công lên được vùng 25 trước khi mà nó chỉnh mạnh và điểm chỉnh này thì như vậy ở đây các anh chị ở phiên ngày 19 tháng 10 như vậy là 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 PDR có vùng hỗ trợ hai thuật 21.5 đến vùng 20 và trong phiên ngày hôm nay PDR chính thức test lại vùng 21.5. Trước khi mà nó phục hồi lên vùng 22 và cây nến đóng phiên thì nó lên ở vùng 23.45. Một cây nến phục hồi cuối phiên rất là quan trọng. Thì với lực phục hồi như thế này thì có hai cách, một là tuần tới như vậy là nó sẽ quay trở lại vùng 20 mấy đến này, hai cái vốn hỗ hỗ trợ đây các anh chị. Đây đây đây, hỗ trợ này chồng chờ 22.8, một là nó sẽ quay trở lại vùng 22.8 để nó test cung tích lũy, hai là cái điểm sau hơn nó sẽ ở khoảng vùng 22.4. Đó, và sau khi mà test tích lũy thành công ở vùng 2.4 này và chúng ta lực cầu cung cầu mọi thứ ngon lành, như vậy thì chúng ta lại tiếp tục, đó, lại tiếp tục ngắm cả cái thuật 24 24.3. Khỏe khoắn hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 25, đó. À, phân tích cho các anh chị một số các mã cổ phiếu pen à, con HQC <laughs> thì đối với HQC trong tuần cũng đã có phân tích vùng 3.7 là vùng cảnh cái tuần ngắn hạn. Ờ à, chạm vùng 3.7 và nó quay trở lại vùng hỗ trợ cái tuần ở đây là vùng 3.25. À, trong tuần à, phiên ngày 26 à phiên ngày hôm nay chứ, Còn vỡ vùng 3.25. À, nhún về khá sâu tuy nhiên là nó có lực phục hồi cuối phiên. Như vậy thì cũng sẽ dò tìm lại cái điểm hỗ trợ ở đây. Các anh chị có thể à, cần đo đong đếm ở 3.15 đến khoảng vùng 3.2, tích lũy thành công của tuần tới. À, như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng cản 3.5, khỏe khoắn hơn thì uh, có thể là lạc quan trong trường hợp nếu thị trường lạc quan mọi thứ ngon lành thì như vậy là nó sẽ kéo lại vùng 3.6 đến khoảng vùng 3.7. SCR hiện tại cũng đang quá trình uh, gọi là phục hồi trình uh, gọi, gọi là gọi là gọi là tích lũy đáy thôi. Thì đối với SCR trong tuần Hùng có phân tích vùng 6.75 đến vùng 6.8 là đây là vùng cản đúng không ạ Và lên đến đây thì ư như rằng là nó không thể bứt được và nó quay lại chỉnh Thì chỉnh thì nó sẽ chỉnh về đâu? Đầu tiên nó sẽ chỉnh về vùng 6.25 Và trong phiên ngày hôm nay <laughs> có thời điểm là nó chỉnh thủng vùng 6.25 đó Về vùng 6 đến vùng 6.1 và cây đến giờ thì nó lại về lại được về, về vùng 6.3 Thời điểm nó lên 6.4 nhưng mà uh, nó không đóng cửa được cao nhất Như vậy thì tuần tới uh, tiếp tục vùng 6 đến vùng 6.15 Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của SCL Nó sẽ có xu hướng uh, quay trở lại uh, Cổ phiếu CCL um, trong tuần uh, nhìn chung ở đây thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi Vùng 6.6, uh, vùng 6.8 7 uh, 6 ở đây Nó đang cản ngắn và trong tuần thì nó cũng lên được vùng 6.6 uh, Sau đó thì nó cũng bị đau uh, cùng với cả thị trường Hai, viên, hai cái nến kết giờ thì đang có sự phục hồi nhẹ À, như vậy khỏe khoắn thì lại lên vùng 6, .6 đến vùng 6.8 bởi vì trong ngắn hạn ở đây thì CL nó đang có một cái cản kỹ thuật ở đây nên là uh, chúng ta cũng lưu ý đó thì uh, bắt được hỗ trợ 6 uh, bắt được hỗ trợ 6 về đến 6.7 6.8 thì chúng ta bán ra lướt lát ngắn ở trong một cái khoảng ngắn như vậy thôi uh, chờ thêm những cái tín hiệu mà thị trường của chúng ta có thêm nhiều cái tín hiệu tích cực thì khi đó chúng ta sẽ kỳ vọng hơn nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí WTI ở trong thời điểm hiện tại xem WTI ô bị mất WTI <laughs> thôi được rồi hình như là cũng đang có cái sự phục hồi thôi à, đối với nhóm ngành dầu khí ở trong tuần thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái mã cổ phiếu như sau đầu tiên là cổ phiếu PLX thì cũng đã có phân tích ở đây vùng 36 là vùng cản Uh, hoàn toàn tương tự như vậy thôi PLX nó cũng sẽ quay trở lại lớp cáp và trong tuần vừa qua nó lấp về vùng 35 khá là đẹp trước khi mà nó bị vỡ ở cái điểm 26 phiên giao dịch ngày 26 đấy là một gap giảm <laughs> và cái phiên này thì chúng ta không không tính uh, trong quá trình phân tích uh, sau điểm uh, hạ độ cao như vậy là vùng 32 32 32.5 32 đến vùng 33 như vậy hiện tại thì chúng thấy rằng là PLX đang có cái điểm sideways ở quanh biên này Ờ, tuần tới khả năng nó cũng sẽ tiếp tục sai quay thôi và nó sẽ có thêm một vài điểm sai quay trước khi mà tín hiệu nó chờ được cái tín hiệu đường mà ACD tích lũy xong và bắt đầu phục hồi ở đây thì chúng ta sẽ tính toán trong trường hợp nếu vụ, uh, nó phục hồi lên được vùng 33.5 đến vùng 34 như vậy các tài khoản mà chúng ta bắt đáy ở khoảng quanh vùng 32.5 đến vùng 33 thì thời điểm đó thì các anh chị có thể là chúng ta sẽ cân thêm uh, cổ phiếu PVS <laughs> đây đối với PVS điểm chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 37.5 phân tích rồi và chúng ta nhìn thấy liên tục những cây đến giờ đó, PVS trèo đèo, đèo lội suối ở quanh vùng 37.5 đúng không ạ? Trước khi mà uh, PVS có một cái điểm gãy kỹ thuật ở đây thì sau điểm gãy đó thì cũng hoàn toàn tương tự thôi, nhìn nhìn thế thôi nhưng mà PVS vẫn khá là đẹp. Đó, về đến vùng 34, 34.5 vòng có đưa ra đây là vùng 34.8 là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Liên tục những cây đến giờ là nó cứ cày ở khoảng quanh vùng 34.8 thôi và chúng ta lấy cái biên ở đây là biên 34.8 và nó bắt đầu có sự phục hồi. Nhìn chung về xu hướng của PVS khá là đẹp tuần tới ngon lành cành đào thì nó sẽ tiếp tục kéo về vùng 38, 38.2 Rồi về đến đây nó sẽ chỉnh cung PVD đẹp các anh chị nhé chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta bắt T cộng PVD được bởi vì trong thời điểm ngắn hạn thì ông nhìn thấy rằng uh, PVD đang có vùng hỗ trợ uh, kỹ thuật rất là tích cực ở vùng 24, 24.5 thì trong tuần cũng như vậy thôi. Đầu tiên thì PVD sẽ nó sẽ chỉnh cung tích lũy về khoảng quanh vùng 27.5 và các anh chị nhìn thấy đây đây là những điểm tích lũy rất thành công trước khi mà PVD bước vào phiên giao dịch ngày 26 thì PVD bắt đầu mới bị rơi. Sau điểm rơi bị mất vùng 27 thì như vậy PVD sẽ lùi lại vùng 24, 24.5 hiện tại đang có những cây nến giờ phục hồi lực cầu bắt khá là tốt như vậy tuần tới khả năng PVD sẽ tiếp tục kéo lên. À, PVD sẽ tiếp tục kéo lên ở khoảng vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 đây là vùng target mục tiêu thậm chí cao hơn thì có thể kỳ vọng là kéo về uh, về đến đây thì tùy căn cứ tình hình thì cũng sẽ phân tích tiếp lên vùng 28 đó thì các anh chị uh, tuần tới thì có thể canh canh ở khoảng quanh vùng 25 đến khoảng vùng 25.5 đây nếu mà nó nhún lại đây này thì đó sẽ là những cái thời điểm mà có thể bắt thêm BSR <laughs> BSR cũng đây Điểm đầu tiên là BSR sẽ chỉnh về khoảng 20.3 Và sau đó thì nó sẽ tiếp tục test về vùng 20 Và khi thất bại vùng 20 thì không nói nữa rồi Như vậy là BSR sẽ hạ và hạ về đâu Thì chúng ta phải chờ những cái tín hiệu tích lũy tạo nên để chúng ta phân tích Và hiện tại như vậy là chúng ta thấy rằng vùng 7.5, vùng 17.7 à, Hai cây nến ở trong phiên giao dịch ngày 26-27 khá là tốt cây đến kết giờ thì nó đang công lại được vùng 18.5 như vậy tuần tới khả năng ở biên 18.2 18.3 ở đây sẽ là biên mà cái chị có thể thu gom thêm mục tiêu sẽ ngắm về vùng 19 đến khoảng vùng 19.5 oi oi ở đây trong tuần cũng bị mất một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thế nào đây vùng 10.4 và khi vùng 10.4 của oi bị mất như vậy thì như vậy là chúng ta sẽ, sẽ phải hạ về vùng 9.8 đến vùng 10 và hiện tại thì oi cũng đang xây ở vùng 9.8 10 đến khá là đẹp mục tiêu uh, mục tiêu thì như vậy thôi 98 10 tích đi thành công như vậy chúng ta lại tiếp tục ngắm về vùng 10.4 10.4 mà bứt qua thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 10.8 10.8 mà bứt qua thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 11 đến vùng 11.2 cách thức vận hành nó là như vậy nhóm ngành uh, chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì đối với nhóm ngành chứng khoán là một cái nhóm ngành gọi là xương sống nhóm ngành dường cột của thị trường anh chị Uh, nó có một vai trò hết sức là quan trọng khi nó 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 xanh thì như vậy cả thị trường nó xanh và khi nó đỏ thì cũng là một cái sự rất là nan dài đúng không ạ rồi thì đối với vci như hùng có phân tích uh, uh, ở đây và cái mô típ chung nhắc lại đó là gì chém đi 1 phần hai một phần ba thân nến tăng ở phiên giao dịch của ngày thứ ngày thứ sáu và phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba xu hướng lớp cáp chỉnh cung trước khi mà nó có cái xu hướng phục hồi thì đối với nhóm ngành chứng khoán là nó đánh cũng rất rất thuần về mô típ nó test cũng xong nó có kéo và đến phiên ngày 26 thì như vậy là nó nó chỉ chung với cả thị trường thôi thì đối với BCI chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 36 36 2 hai đây đó ngày 24 test đúng luôn và sau đó kéo xuyên xoát lên được đến vùng 38 trước khi mà nó chỉnh cung và ở đây thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là VCI cũng có một phiên cứu cánh gọi là phiên rất là cứu cánh khi mà nó tiếp tục test lại ở vùng 34, 34.5 thành công đó gọi là cái điểm tích lũy đáy ở đây thì như vậy là bên, bên này thì nó cũng đã tích lũy rất là thành công như vậy tuần tới thì VCI có thể chỉnh về vùng 35 hoặc là điểm ngén ở sâu hơn sẽ là vùng 34.5 kỳ vọng tích lũy thành công ở đây thì như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm về vùng cả kỹ thuật 37 khỏe khoắn hơn thì sẽ ngắm về khoảng quanh vùng 38 SSI cũng cứu cánh ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay như vậy là Đối với SSI trong tuần thì có phân tích điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 30.5 và như thường lệ thì nó chỉnh cung và kéo. Đó và kéo tất nhiên là nó kéo không được về đến cái target mục tiêu, target mục tiêu cũng đang đặt ra ở đây khoảng vùng 323.3 nhưng ít nhất là nó đã test thành công ở vùng này trước khi mà nó bị ở cái phiên của ngày 26 thì chịu rồi, đúng không? Và phiên ngày hôm nay thì SSI cũng có một cái phiên cứu cánh rất là thành công. Đó ở vùng 28.8 đến vùng 29 à, uh, nếu như mà 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 không có cái sự phục hồi cuối phiên thì rất là căng thẳng các anh chị rất là căng thẳng đấy không đơn giản đâu thì đối với SSI có phục hồi tuy nhiên là cái điểm phục hồi này thì quan điểm kỹ thuật cùng là gì kiểu gì nó cũng sẽ test thì test tích cực nó sẽ test về khoảng quanh vùng 29 29.2 uh, và điểm sâu hơn thì như vậy là test lại nền tức là gì ở vùng 28.8 nó sẽ quay trở lại uh, chỉnh cung test nền ở đây và test tích lũy thành công thì như khi đó thì chúng ta mà sẽ bắt đầu tiếp tục là gì phân tích một cái là cái xu hướng phục hồi của cổ phiếu SSI tại đây HCM phiên nay cũng cứu cánh Đấy, không có hai cây nến ở kết phiên thì, thì thì, rất là căng thẳng luôn Đấy, hai cây nến kết phiên là hai cây nến gọi là ơn rời cậu đây rồi thì uh, hoàn toàn tương tự như vậy HCM cũng sẽ quay trở về chỉnh cung ở trong phiên giao dịch đầu tuần ở quanh vùng 28.5 28.6 có lực hồi và dự kiến kéo về quanh vùng 30 nhưng mà kéo về được khoảng tầm đó vùng 29.7 thì như vậy là HCM bắt đầu quay trở lại chỉnh cung và một cái điểm cứu cánh đó là vùng 26.2 tiếp tục test lại mút nến 26.2 ở phiên 19 tháng 10 và phục hồi lên à xin lỗi cả nhà không phải đây là giờ mình mình nói bị nhầm 26.2 rồi và phục hồi lên ở vùng 27.5 như vậy ở tuần tới cũng sẽ tiếp tục quan sát biên 27 đến vùng 27. Đây sẽ là vùng size gây tích lũy của cổ phiếu HCM trước khi trước khi mà nó à, trước khi mà nó có Uh, có cái xu hướng đánh lại về vùng 28.5 Tức là câu chuyện ở đây là gì Ông phải tích lũy thành công ở đây uh, Lực cầu ổn định, tín hiệu đường MACD chuyển xanh Thì như vậy là chúng ta mới có thể ngắm lên vùng 28, 28.5 ở đây được Đúng không Mới ngắm lên cái xu hướng phục hồi Cổ phiếu VND cũng cứu cánh Nói chung là tất cả các mã cổ phiếu ngày hôm nay là đều cứu cánh hết Thì đối với VND Đó chúng ta đã dự báo là nó sẽ test lại về khoảng quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 19.3 Đây anh chị à, Quay lại test luôn và nó cũng đã kéo phục hồi lên vùng 20 cộng Nhưng mà về đây thì dự kiến là kéo về vùng 20.5 Nhưng mà thực tế là kéo được 20.3 thôi Và nó chỉnh theo chung thôi Và phía ngày hôm nay 18 đến vùng 18.5 Thêm một lần nữa VND cứu cánh Tức là trong trường hợp nếu như trong trường hợp đấy các anh chị này Nếu như mà thị trường mà không phục hồi á Cây nến này nó đỏ quạch xong tiếp theo một cây nến nó như thế này thì thôi hỏng luôn đó nhưng mà rất may đó là cây nến cây nến rút chân lên cây đinh ba rút chân lên và một cây hammer lại cao hơn cái điểm đóng nến lại cao hơn cái 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 điểm vào nến của cây nến giờ như vậy đó là một cái cái trạng thái nó cân bằng và một cái xu hướng nó tích cực hơn thì đối với tuần tới ở vùng 18 đến khoảng vùng 18.3 ở xu hướng test tích lũy thành công ở đây thì như vậy là chúng ta mới nâng được cái target kỹ thuật 19.3 19.5 FTS cũng là một cái mã cổ phiếu rất nhạy của nhóm ngành chứng khoán khi nó tăng thì nó tăng rất là nhanh. Đó và hoàn toàn tương tự thôi đấy kiểu gì nó cũng phải chỉnh cung bởi vì phiên ngày thứ sáu nó kéo như thế này thì kiểu gì nó cũng phải quay trở lại ở đây là vùng ba chín năm và các anh chị nhìn thấy là bốn ba bốn năm cây đến giờ nó nó cứ test vòng quanh ba chín năm trước khi có lực phục hồi và dự kiến thì nó lại tiếp tục kéo về vùng 42 nhưng mà trên thực tế là chỉ kéo về được đâu à, chưa được vùng 42 42 là ngay phiên 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 thứ hai thôi và nó chỉnh cung thì điểm chỉnh của phiên ngày hôm nay nhìn chung về FTS thì nó hơi đuối so với những mã cổ phiếu chứng khoán khác nên là chúng ta phải chú ý nha thì ở đây là phiên ngày hôm nay là vùng 36 có sự phục hồi tuy nhiên là cái điểm phục hồi này thì theo quan điểm của hùng là chưa thực sự thuyết phục nếu có kéo thì sẽ kéo về vùng 38 vùng 38.2 và nó sẽ tiếp tục quay về quanh vùng 36 nó sẽ còn sideways tích lũy thêm ở quanh vùng này trước khi mà hình thành xu hướng SHS cũng tương tự mô típ thôi test cung lại ở vùng Dự kiến khi test thành công ở vùng này thì nó sẽ kéo về vùng 17.7.5 và trên thực tế thì kéo về được đến vùng 17 thôi, còn vùng 17.5 thì chưa về nơi. Và sau đó thì nó tiếp tục vùng 16.3 nó test vào vùng này nó bị thất bại thì nó sẽ lùi lại vùng 14 14.5. Ở đây trong ngắn hạn thì Hùng đang đưa ra hai cái, cái cái, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 14 14.2. Ờ, trong trường hợp mà tích cực có nghĩa là gì tuần tới thì nó sẽ test ở vùng 14.5 14.7 thành công. Đó, test ở 14 và và hình thành một cái cây nến tăng lại ở vùng 15.5 như thế này thì đó là một kịch bản tích cực của cổ phiếu SHS như vậy nó sẽ ủng hộ xu hướng tăng còn trong trường hợp nó cứ lình trình ở đây hoặc là nó test về vùng 14 14.2 thì như vậy chúng ta sẽ chờ đợi thêm các cái tín hiệu để chúng ta phân tích VX sau một cái giai đoạn tăng cực kỳ tốt rồi và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang nhìn thấy cái sự khó khăn của cổ phiếu VX thì hoàn toàn tương tự như vậy trong tuần thì VX uh, phiên ngày 23 24 25 là nó đã rất tích cực ở vùng mà chúng ta phân tích ở đây 14.3 đến vùng 14.5 đúng không ạ? Uh, có lực kéo dự kiến thì kéo về vùng 15.5 nhưng mà kéo về được khoảng quanh vùng 15.3 thì như vậy là nó bắt đầu quay trở lại chỉnh cung và phiên ngày hôm nay thì nó test khá là sâu. Uh, thủng 13.5 và đi về ở đây là biên 12.8 có sự phục hồi tuy nhiên là theo quan điểm kỹ thuật cùng thì uh, nếu như nó khỏe thì nó sẽ quay về vùng 13 đến khoảng vùng 13.2 đó là khỏe còn nếu không thì nó lại phải test lại ở vùng 12.8 ở đây đó trước khi mà nó hình thành cái xu hướng phục hồi và xu hướng phục hồi uh, tốt và tích cực thì nó sẽ đánh lại vùng 13 chấm uh, 10, 10, 10, 14, 3, 14 năm thì ở đây là hỗ trợ thì bên này nó trở thành cái vùng kháng cự ngắn của cổ phiếu VX <laughs> AGR ngắn hạn cũng bị áp lực chỉnh uh, tương đối là mạnh. Thì đối với AGR trong tuần thì cũng đã có phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật. Đó, kiểu gì nó cũng vậy đây hai phiên ngày này nó kéo phiên ngày thứ sáu nó kéo rất là tốt thì như vậy là nó sẽ phải gì? Nó phải về 14 14.3 tích lũy khá là thành công có thời điểm kéo lên được vùng 14.5 với mục tiêu là hướng về target 15 15 năm 16 ở đây nhưng mà uh, nó không thành đúng không ạ bởi vì nó không đủ lực và sau đó thì nó bị thất bại ở vùng 14 và khi vùng 14 bị phá thì đương nhiên rồi À, nó sẽ về vùng 13.13.2, 13.13.2 nó bị phá thì nó sẽ về vùng 12.5 Và trong trường hợp 12.5 bị phá thì nó sẽ về đâu? Nó sẽ về vùng 11.5 à, Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì ở đây nó đang có à, điểm hỗ trợ 12.5 có sự phục hồi Như vậy tuần tới thì khả năng là nó có kéo thì nó sẽ kéo về vùng 13.5 Và nó sẽ bắt đầu có cái sự tích lũy sideway lại ở khoảng quanh biên 12.5, 12.7, 13 ở đây Ờ, tích lũy thành công cung cầu ổn định thị trường ổn định mọi thứ ngon lành thì như vậy là khả năng thì mới có cái sự phục hồi các anh chị nhá cổ phiếu vds ừ. trong tuần thì vds quay về vùng 14.5 test tích lũy thành công với mục tiêu test thành công ở vùng này thì chúng ta dự báo target ở vùng 15 mấy nhỉ 15 3 15 4 như đây này đó nhưng mà lên được 15 thôi và nó bị thất bại thì khi nó chỉnh cung, đó thì nó chỉnh về đâu, chỉnh về 3.5, điểm sau hơn sẽ là vùng 13. Hiện tại trong tuần này thì nó đang giữ được ở vùng 3.5 nên là tuần tới thì cũng sẽ tiếp tục uh, quan sát thêm, những cái xu hướng kỹ thuật uh, những cái điểm trả cung ở quanh vùng 13.5 để chúng ta tiếp tục phân tích. ORS là một cái mã cổ phiếu nó cũng rất là nhạy mà nó rất là nhanh. Đó. Trong tuần uh, có dự báo về vùng 15 4 15 5, kiểu gì nó cũng phải trả cung mà các anh chị đúng không ạ? trả cung thành công thì như vậy là có thể nó kéo về vùng 15.5 đến vùng 17 và trên thực tế thì như vậy là nó kéo được đến vùng à, 16.5 đến vùng 17 và nó kéo được đến vùng 16.5 thôi thì như vậy là nó mới chỉnh cung và phiên nay thì ORS cũng rất là đẹp tức là nó về cơ bản là vùng 14.5 ở phiên giao dịch 20 tháng 10 ở đây thì như vậy là phiên ngày hôm nay thì ORS cũng đã quay trở lại được vùng 14.5 test rất thành công và có một cái lực phục hồi cây nến doji sau đó một cây nến hammer như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục uh, đánh giá ở vùng 14.7 tích lũy thành công ở quanh vùng 14.7 thì chỉ có một hai cái nến thôi thường thường ors nó kéo khoảng tầm hai cây nến giờ là về đến khoảng quanh vùng 16 16 năm thôi thì uh, khi mà test tích lũy thành công ở vùng đó rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng ở đây đó là vùng 16 đến vùng 16 5 nó sẽ là vùng cả cái thuật ngắn và về đây thì các anh chị lưu ý TCI ngắn hạn thì xu hướng chủ đạo nó đang chủ yếu là test tích lũy thôi các anh chị nhé TCI thì tích lũy thôi ở đây ở đây có vùng 10 đến vùng 10.2 trong tuần thì nó sẽ test về vùng này thôi và sau hơn đến vùng 9 9.5 phiên ngày hôm nay thì chỉnh về 9.3 có sự phục hồi Tuy nhiên khả năng tuần tới thì nó sẽ quay về tiếp vùng 9.5 để test tích lũy lại ở đây và thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng lại vùng 10 đến vùng 10.2 MBS cũng là một một mã cổ phiếu rất nhạy của nhóm ngành chứng khoán và phiên ngày hôm nay thì như vậy là MBS cũng đã có một cái điểm chỉnh rất là sâu ở đây này thì đầu tiên chúng ta phải lật lật ngược lại cái phân tích của chúng ta sau một cái cây nến tăng mạnh ở đây thì như vậy là MBS sẽ có xu hướng quay trở lại test công trình nền ở quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 và những cái cây nến ở đầu tuần nữa thì các anh chị nhìn thấy là những cái điểm chỉnh cung rất là đẹp đó ở quanh vùng 20 và đến phiên ngày 26 thì nó mới bị thất bại ở quanh vùng 19.7 vùng 20 Cây nến này thì khả năng là cây nến giả vờ này theo quan điểm của như vậy bởi vì trên cái sàn HX là nó nó hay có bán 100 cổ phiếu sàn đó các anh chị. Đó nhưng mà à, cái điểm cân bằng của nó theo quan điểm của là khoảng quanh vùng 17.8 đến khoảng vùng 18. Như vậy sang tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, tiếp tục uh, phân tích uh, thêm cái điểm hỗ trợ này, xu hướng nó còn sideways tích lũy. Uh, nếu nó có bật đó, thì nó cũng sẽ bật lên được khoảng quanh vùng 19 19.2 và tại đây thì nó lại bắt đầu diện nó tích lũy chỉnh cung về nó tiếp tục test lại hỗ trợ. CTS cũng rất là nhạy, con này cũng rất là nhạy với thị trường mà khi uh, thị trường tăng thì nó cũng tăng rất là nhanh. Thì uh, trong tuần vừa qua CTS uh, có điểm uh, sau 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 hai cái nến tăng rất là mạnh như vậy thì CTS uh, dự kiến nó sẽ quay về vùng 24.5 nhưng trên thực tế thì về được vùng 24 thôi. Và sau đó nó quay trở lại chỉnh cung test tích lũy. À, phiên ngày hôm nay thì về cơ bản của CTS là đẹp. Khi mà nó tiếp tục à, test hỗ trợ 21 có điểm rút chân ở trên đến giờ và à, có một cái nến phục hồi. Tuy nhiên là gì? À, về về mặt cơ bản, về mặt cung cầu về cách vận hành của cổ phiếu thì bao giờ như vậy thôi. Sau cái điểm phục hồi này, thông thường là cổ phiếu nó sẽ bắt đầu có một cái sự chỉnh cung quay trở lại và điểm 21.5 đến khoảng 21.7 Uh, dự kiến sẽ là vùng tích lũy chỉnh cung ờ uh, của CTS trước khi mà nó hình thành được cái xu hướng tăng ở đây đó tích lũy thành công của vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm về vùng 24 24.5 đến vùng 25 đó là ba cái 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 bước giá uh, ở đây là vùng cản và khi về đến vùng này thì chúng ta lưu ý là về nó chúng ta hạn chế mua anh chị nhé đó rồi như vậy là danh mục các cái mã cổ phiếu thì Hùng sẽ tạm thời Hùng sẽ tạm dừng tại đây và đối với những cái mã cổ phiếu chưa được phân tích ở trên bản tin tuần các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị à, như vậy chúng ta sẽ chốt lại một chút xíu về về thị trường ở chung ở trong tuần tới các anh chị nhé thì về thị trường chung các anh chị lưu ý đó là chỉ số VN30 chỉ số VN30F1M và chỉ số vn index chúng ta sẽ có vùng cản kỹ thuật vùng cản kỹ thuật và vùng cản tâm lý ở vùng 1080 1080 ở tuần tới nó sẽ là cái vùng vùng hết sức là quan trọng và trong trường hợp nếu như mà thị trường chúng ta bứt thoát được vùng 1080 thì như vậy xác suất cao thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một sóng hồi cực kỳ là tốt đó à, đồng thời đồng thời à, kháng cự thì nó cũng sẽ có một cái hỗ trợ đó là đối với chỉ số VN30 các anh chị lưu ý đó là vùng 1050 1050 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng của chỉ số VN30 đối với phái sinh cũng như vậy vùng 1050 và đối với chỉ số VN Index của chúng ta thì như vậy là chúng ta sẽ có ở đây là vùng 1035 1040 ở đây nhưng tốt nhất là những cái điểm test trả cung lại của chỉ số VN Index sẽ nằm ở trên vùng 1050 thì như vậy mới là tích cực chứ còn trong trường hợp nếu nếu mà nó trả sát về đến những cái điểm ở dưới này thì như vậy là nó mất đi cái tính tích cực rồi nó mất đi cái tính hiệu quả của cây nến hồi ở trong phiên ATC ở trong phiên chiều ngày hôm nay của thị trường và nhìn ở trên chạc uh, cái thuật ngày thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê Đó là chúng ta uh, tiếp tục quan sát xu hướng của chỉ số Dow Jones Bởi vì khi Dow Jones phục hồi thì các anh chị hiểu rồi Đây các anh chị có thể nhìn thấy uh, View một cái góc thế này này Tức là Dow Jones nó tăng từ điểm này và lên đến điểm này đi các anh chị đúng không ạ Tức là nó tăng từ vùng khoảng 31.500 điểm Đấy và nó lên được cái điểm mắc ở đây à, Lên được đến cái điểm mắc ở đây là khoảng vùng 35.600 điểm Thì các anh chị chiếu một phát ở đây này đúng không ạ chiếu một phát ở đây thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta cũng tăng được đâu đó lên đến cái đỉnh của nó đây các anh chị nhìn thấy chưa nhìn thấy đúng không đó đó là một cái sự đồng pha đây là một cái sự đồng pha các anh chị đây là một cái sự đồng pha và khi lên khi mà Dow Jones có xu hướng đây bắt đầu nó rụng rụng đây thì sau đó thì index của chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn ở phía sau đó như vậy vùng 32.500 điểm ở đây sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của chỉ số Dow Jones và chúng ta sẽ kỳ vọng thêm những cái xu hướng tích cực của thị trường ở trong tuần tới. Bản phân tích tuần đến đây là hết thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các bản điểm tư tuần tiếp theo.